Từ những tin nhắn tuyển cộng tác viên làm việc tại nhà, đọc trên trang Facebook, người phụ nữ này đã bị dẫn dắt vào cái được gọi là làm việc online tại nhà. Yêu cầu của đối tượng tuyển dụng là chỉ phải có tài khoản ngân hàng, kết bạn qua Zalo và sau đó trao đổi công việc qua một app khác tương tự với Zalo. Công việc của chị được giao là xử lý đơn hàng trên mạng để hưởng tiền hoa hồng. Nó đưa cho mình những cái mặt hàng, mũ, nón, giày, dép, quần áo này kia. Nó đánh lừa mình là mình đang tương tác với lại cái trang đó vậy. Chọn cái mũ 100 ngàn thì mình được nhận hoa hồng 120. Mình làm được 3 nhiệm vụ đầu rồi bắt đầu nó hỏi là mình có muốn vào phòng VIP hay không để mà có tăng cái mức thu nhập. Vô phòng VIP thì bắt đầu cái mức tiền cao hơn. Không có tiền nhưng mà cứ lại chạy đi mượn. Rồi cứ nghĩ là chắc chắn là sẽ nhận lại được tại vì là nó ra cho mình một cái nhóm chat luôn. Chỉ trong một ngày, số tiền mà chị đã nộp vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo là hơn 178 triệu đồng. Và khi bình tĩnh lại thì chị mới biết các thành viên trong nhóm chat cũng đều là cùng một nhóm với các đối tượng lừa đảo. Rất nhiều người đã bị mắc bẫy, mất hàng chục triệu, thậm chí cả tỷ đồng. Nhắn cho mấy cái đứa mà rút được rồi á. Ơi, bạn nhận được tiền rồi hả? Thiệt hay không? Cái đó nói, mình vừa làm nhiệm vụ xong thì mình rút lại được rồi. Đó, thì chị cứ tin tưởng, cứ mượn rút vô để rút ra thôi. Chị khóc. Trong buổi chiều đó chị suy sụp mà chị tưởng tượng chị chết đi được. Theo cơ quan công an, các đối tượng lừa đảo thường đánh vào sự nhẹ dạ, cả tin và lòng tham của con người. Do vậy, người dân cần phải hết sức cảnh giác, bởi không có việc gì nhẹ, đầu tư ít tiền, mà lại thu về, tiền lại nhiều đến như vậy.